một người rất hay thức đêm để làm việc. Và sau một gian thì tôi cảm thấy người tôi rất là mệt mỏi. Và khi tôi được biết đến Đông Trùng Hạ Thảo Đại Vinh này thì tôi cũng uống một thời gian. Mỗi ngày thì vợ tôi cũng cho tôi uống một lọ. Và sau khi mà dùng một thời gian sau thì tôi thấy cảm thấy người rất là thoải mái. Sức khỏe thì tốt hơn rất nhiều. Và nó không còn những cái biểu hiện mệt mỏi mà trước kia tôi bị nữa. Và tôi thấy cảm giác cái Đông Trùng Hạ Thảo của Đại Vinh là rất là tốt.